Hai chào anh em vào xin lượng mình Tờ Lũ S8. Rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Ngay cả khi chưa vào game mình đã phải chia sẻ với các bạn niềm vui rất lớn của một người chơi ở một server tương đối cũ, server 61. Ngày hôm nay bạn đã nâng được lên con võ sĩ mà bạn ấy cực kỳ yêu thích và hứa hẹn rằng nó sẽ thay mặt bạn ấy gánh team và đưa đội hình lên một tầm cao mới. Vâng, không ai khoác đó chính là Terry Sói Đói, một phiên bản Terry mạnh nhất mà các bạn từng thấy đang được nâng cấp lên đến tầng mạnh nhất sức mạnh của nó, đó chính là tầng lục môn trong event bán trứng kèm theo hồn vũ khí của Terry Sói Đói trong event ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày số 3 của event vòng quay dương lần 2 của Terry Sói Đói. Và các bạn cũng giống như Desert Eagle này, hoàn toàn có thể sở hữu một con Terry S-Mark nếu như các bạn tham gia vào vòng quay trứng kết hợp với event tiêu viêm cương. Hiện nay thì ạc này sẽ còn thiếu một mảnh hồn vũ khí, một hồn vũ khí nữa, nên ước chừng mình sẽ tiêu mốc 17 ca kim cương và được hoàn trả thêm 85 mảnh này. Hoàn trả được thêm 5 mảnh này, nghĩa là có 8 mảnh. Mình đang tính luôn các bạn ạ, là tổng mình sẽ phải lấy thêm bao nhiêu mảnh hồn vũ khí nữa. Như vậy 100 mà trừ đi 8 thì sẽ còn phải lấy thêm 82 mảnh hồn vũ khí nữa các bạn ạ. Ok, không tính 5 mảnh này thì mình sẽ phải lấy thêm 95 mảnh nữa. Tổng là khoảng chỗ này 95 mảnh để cho chúng ta gọi là đủ nguyên liệu nâng cấp Terry lên một cái tầng sức mạnh. Nói gì thì nói các bạn ạ, thì lục môn võ sĩ vẫn là điều ao ước, niềm ước mong của rất nhiều người chơi. Bởi không chỉ riêng gì Terry mà hầu hết các võ sĩ đều sẽ thay đổi lột xác khi nâng võ sĩ lên tầng lục môn. Và quả thật Terry sẽ là một võ sĩ thậm chí còn kinh khủng khiếp hơn nữa. Thì chúng ta hãy cùng xem Terry sẽ lột xác như thế nào sau khi nâng tầng lục môn nhé. Mình đang bấm rất nhanh quay trứng hồn vũ khí của Terry, nguyên do là bấm chậm nó cũng không khác gì bấm nhanh. Mình không thể có một hồn vũ khí Terry trọn vẹn nếu như chưa lắp ghép đủ, chưa sở hữu được 100 mảnh hồn vũ khí của Terry. Nó khác so với phiên bản của server Nhật Bản. Giá của hồn vũ khí Terry lần này chắc chắn sẽ thấp hơn con số ở vòng 1. Nguyên do là chúng ta có event tiêu hoàn trả kim cương rất ngon mà các bạn vừa được lướt qua. Mình đang có 47 mảnh rồi. Mình tính lúc nãy rồi, mình sẽ cần phải có 95 mảnh các bạn ạ. Trong quá trình quay như thế này thì mình chỉ có thể nhận được hồn hiệu, hồn sách, mảnh phím đỏ, mảnh hồn hiệu, hồn sách, vàng, đồ ăn, đá cường hóa vân vân. Cơ phẩm này không quá quan trọng. Rất nhanh thôi các bạn ạ, 80 mảnh rồi. Mình mới được một hồn hiệu bão tố, dự kiến sẽ còn được thêm một cái hồn hiệu nữa. Rồi 89 rồi các bạn ạ. 90 91, đây là 92. Nhảy phát lên 95 đi bạn ơi, 94. Rồi, như vậy là sẽ bị rơi ra mất 2 mảnh. Và bây giờ nó có một cái trò là trò nhận nhanh, cảm giác rất là sướng các bạn nhá. Quick claim, nhận phát được luôn. Rồi, như vậy tổng cộng mình hồi được khoảng 4.300 kim cương, thừa mất 2 mảnh. Mình ngoài ra mình cũng rất cảm ơn bạn Desert Eagle đã cho mình gọn ạc để làm video và chuẩn bị một cái lội zoom cực kỳ gọi là đầy đủ. Mình đã không bị chuẩn bị kim cương mảnh vạn năng mà lại còn nâng sẵn cho mình đến mốc cuối cùng luôn. Mình chỉ cần bấm một phát là có thể nâng được Terry lên đến tầng cao nhất luôn. Rồi, Terry Sói Đói, chúng ta cùng lướt nhanh qua bộ kỹ năng của nó sau khi đạt đến tầng lục môn. Đó là tấn công một võ, tấn công hàng à, tấn công một cột võ sĩ ở bên phe địch. Ưu tiên cột võ sĩ mà dính cái hiệu ứng, dính cái hiệu ứng ám sói của nó. Bỏ tăng cho bản thân 35% tỷ lệ cường hóa sát thương, kháng sát thương và tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng. Giảm mục tiêu 30% tốc độ hồi nộ và kháng sát thương. Bỏ qua miễn khống. Ngoài ra thì ám gây ra ám cho đối phương trong một lượt, ám sói các bạn nhé, mình gọi là ám sói trong một lượt. Khi đối phương mà bị dính ám sói này thì sẽ nhận sát thương tương với 120% chỉ số công của Terry. Sẽ bị nhận sát thương thêm tương ứng mỗi lần võ sĩ bị tấn công thì sẽ nhận thêm một lượng sát thương ứng với 120% chỉ số công của Terry. Nhìn chung là các võ sĩ giới hạn sát thương sẽ rất sợ điều này các bạn ạ. Lượng sát thương thêm này sẽ không gây hồi nộ. Nếu như mục tiêu mà bị chết với cái ám sói thì sẽ hồi 200 nộ cho Terry Sói Đói. Ngoài ra thì với mục tiêu
mỗi khi mục tiêu bị dính cái ám mà bị mục tiêu mà bị dính ám sói mà bị đấm thì Terry sẽ bỏ qua 35% tỷ lệ kháng sát thương tuyệt kỹ của nó. Ngoài ra thì hấp thụ 150 độ. Ok, lần một chắc chắn tung độc chiêu. Đặc biệt nếu như Terry sói đói đạt được 2.000 nộ thì sẽ sử dụng toàn bộ lượng nộ đấy, nghĩa là dùng hết 2.000 nộ luôn, chứ không phải quánh thường là cứ không phải tung tuyệt kỹ bình thường nhỉ, chỉ dùng có 1.000 nộ và chuyển qua một cái loại tuyệt kỹ mới, tăng cho vẫn giữ nguyên những cái hiệu ứng của tuyệt kỹ cũ, tuy nhiên thì được tăng thêm 30% tỷ lệ chí mạng, lượng sát thương sẽ được x2 nhân đôi lên, tấn công mục tiêu hàng hai võ sĩ đấy, cột hai võ sĩ đấy, ưu tiên mục tiêu mà có ám sói. Ok. Sau khi Terry sói đói thức tỉnh cái sử dụng tuyệt kỹ mới với 2.000 nộ thì sẽ giảm thời gian chờ của cái nội tại biến hình ấy, đi 2 lượt. Ngoài ra thì hiệu quả này thì kích hoạt mỗi lần trong một trận đấu. Các bạn để ý rằng như vậy phần lục môn của Terry sói đói quan trọng nhất đó là khi nó đạt 2.000 nộ thì nó sẽ bộc phá được một cái loại sức mạnh mới các bạn ạ. Đấy. Đằng này thì sói đói Terry sói đói thì đang được cầm bộ rune sói, mình cho rằng đây cũng là bộ rune phù hợp nhất với nó. Các bạn đừng kêu ca về việc là sao chỉ có sói vàng, đây là một ạc của một người chơi lông dân. Thực tế thì bạn ấy nâng đến tầm cao nhất như thế này với đội hình như này đã là tốt lắm rồi các bạn ạ. Lượng kim cương hiện nay vẫn còn tới hơn 45k kim cương sau khi lân ta đi lục bộ. Nào, chúng ta cùng với bạn ấy bắt đầu một cuộc gọi là chinh phục top đấu trường của server 6162 các bạn nhé. Quên mất mình chưa ngó cho các bạn xem bộ hồn lực 5. Vì bình thường thôi là thấy nha, bộ hồn lực 5 nó chưa được đầy đủ lắm. Chiêu hồn lực 5 bão tố đó các bạn nhá. Các bạn đừng có tưởng Terry sắp tới đấm 2 lần mà các bạn tưởng là có hồn lực 5 bão tố. A của Feta là 53.000 uy lực. Đối thủ ưa thích của Terry sẽ là những người chơi thua bi. Nên là mình ưu tiên đấm trước bạn Tris Lewis ở server số 62. Nào, chúng ta cùng xem. Đối phương thì đang sử dụng một cái meta theo kiểu Ikri kết hợp với Sekidemon. Vị trí Sekidemon bây giờ không khác gì nhiều so với Mizuchi. Nếu như chưa có hồn vũ khí. Rồi, đấm phát đầu tiên được có 6,2 triệu đam thôi. Chúng ta cùng trông chờ vào Tari ở các lượt số 2, lượt số 3. Khi mà nó bắt đầu tích được nhiều nộ khí hơn. Hàng thủ đối phương rõ ràng là tốt hơn hàng thủ Feta. Vị trí Sakidemon thủ tốt hơn nhiều so với Raph. So với Geniko. Còn Raph và Athena thì cả hai bên đều có. Về ở hàng sau thì mình cho rằng bên Feta hoàn toàn vượt trội so với bên đối phương. Ca phẩy có lẽ sẽ được sánh ngang cơ với Major. Còn Clutch thì hoàn toàn không có cửa để so sánh với Tari. Rồi, không dễ dàng để đạt được 2.000 nộ đúng không các bạn? Nó phải đấm nhiều, rồi phải giết được nhiều người cơ. Ở server US thì nó đang hơi lỗi lỗi một tí cho do ở cái thằng Terry. Đó là khi mà nó đã có cái gì nhỉ? Khi mà nó full nộ rồi, nghĩa là đạt được 1.000 nộ, trên 1.000 nộ rồi. Nó vẫn nhận được cái nguồn búp nộ tới từ đồng minh các bạn ạ. Điều này là không xảy ra với các phiên bản Terry ở các server khác. Metekun đang tỏ ra vô dụng. Khi mà lượng sát thương của nó gây ra là không có, hiệu ứng thì lại bị giải được. Thật ra là không bị dễ bị phá vỡ. Clock vừa làm Athena biến hình. Liệu ca phẩy có đánh trúng vào Athena không? Đánh trúng như vậy, nhưng mà đã đánh thường. Đối phương đen quá các bạn ạ. Nào, khó mà tìm kiếm được một lượt đấu nào mà có 2.000 nộ. Bên
Mình để ý rất rõ ràng là Terry có lên nộ sau khi rap vào búp các bạn nhé. Có vẻ như đối phương thậm chí còn không chuyên được hàng trước Veta các bạn ạ. Vị trí ca phẩy đối phương khiến người ta thì khiến những người chơi ca phẩy chuẩn mực phải ồ lên một tiếng thất vọng. Thậm chí nó còn không đấm được chết Rap và Athena. Có lẽ mình phải kiếm một trận đấu khác thôi. Đối thủ trận đấu này của chúng ta mình nghĩ là thua cả về mặt tấn công lẫn mặt phòng thủ rồi. Ca phẩy của họ quá quá cùn, không đủ sắc bén để xuyên được qua những cái con tanker rất là cũ như là Raph hay là Athena. Thành ra Terry bên Feta cũng không có cái cơ hội tung được cái loại tuyệt kỹ mới. Mình sẽ tìm kiếm một người chơi khác các bạn nhé. Ok, ăn này thắng chắc rồi. Đối phương yếu quá các bạn ạ, mặc dù là Feta đã chấp được chiến ấy. Đấy, mời mình sẽ mò lên đánh hẳn với bạn chả biết chữ gì ấy, chữ tàu này. Bạn ấy hơn Feta đâu đó khoảng 500k được chiến. Đây là một chỉ số được chiến hơn rất nhiều. Hàng thủ của đối phương chắc chắn xịn sò hơn hàng Feta với vị trí Maxima. Và khi ấy giá trị của Tari xóa đói sẽ càng được làm nổi bật hơn. Chưa đủ 2.000 nộ nên vẫn tung tuyệt kỹ theo kiểu cũ các bạn ạ. Rồi các bạn nhìn thấy quả này 2.000 nộ ở đấy. Một phát độc chiêu của Tari và đấm bay màu thằng Rap của đối phương luôn. Độc chiêu của Tari các bạn để ý rằng lượng sát thương còn nhiều hơn cả tuyệt kỹ. Đấm dã man luôn. Và chúng ta đang chuẩn bị được ngóng một cái bộ kỹ năng của Terry xoáy đói ở trạng thái là mạnh nhất luôn. Các bạn để ý người Terry đang biến thành màu da cam chứ không còn phải là màu hồng hay màu đỏ gì nữa các bạn ạ. Terry chuẩn bị hóa điên đây. Hàng trước Veta chết la liệt luôn. Athena hồi sinh được là do viện trợ Orochi, viện trợ tư chất 13 mà nghe à 14 mà nghe chừng gớm nhỉ. À ôi trời ơi, đấm vào cái thằng viện trợ quá đen các bạn ạ. Giá như nó đấm vào một cái hàng khác đi thì có vẻ như đấm hàng giữa các bạn ấy. Đam nó có phải nổi vống lên để có highlight rồi không, thế mà lại đấm vào đúng cái thằng viện trợ, thằng ú mò ấy. Thật ra đấm vào vị trí Maxima thì cũng bị giới hạn sát thương thôi. Nên là thôi tỷ lệ có highlight nói thật với các bạn là hết xui nhá. Mình quay clip thì không cố tình ép để lấy highlight. Nghĩa là nó hoàn toàn theo thực tế phần trăm rồi. Terry lại chuẩn bị đủ 2.000 nộ. À không được rồi. Vừa bị oánh tụt rồi. Các bạn thấy đối phương hơn 500 vào được chiến, họ khỏe hơn hẳn luôn. Cụ thể Mizuchi của đối phương mà gọi là đam to vãi vật. Tariko thì mình thấy bình thường thôi, nhưng Mizuchi thật sự đam quá to. Tari mất miễn chí tử. Major thì bật khiên lớn khiên nhỏ. Đây là lần khiên số 3 của Major rồi. Geniko đang cũng tỏ ra khá bền bỉ. Thật ra nó toàn trốn thôi các bạn ạ. Nào, đây mới là thứ mà chúng ta còn xem, muốn nó xem các bạn ạ. 17 triệu sát thương và thần bài đằng sau bay màu. Tari tiếp tục đấm thêm một lần nữa, đấm thêm một lần nữa. Các bạn để ý rằng thanh nộ nó hồi quá nhanh và nó biến mất nên thành ra các bạn không để ý thôi. Như vậy tổng Tari đã đấm được tới 3 lần mặc dù không cầm hồn lực làm bão tố. Quá ghê gớm đúng không các bạn? Rồi và phát xương dọc chiêu sau cũng không hề yếu. Đúng là chỉ có Maxima cái dòng giới hạn sát thương thì mới đỡ được. Athena đấm nhỏ bay màu luôn. Các bạn lưu ý rằng sau khi sử dụng xong 2.000 nộ, nếu như Terry hồi đủ 1.000 nộ thì Terry vẫn được quyền đấm tiếp. Rồi đây là lần biến hình thứ hai, mất miễn nhiên chí tử thứ hai của Terry.
Và đây cũng là lần biến hình cuối cùng của Terry rồi. Giờ Terry mà bị đấm là chết chắc luôn đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mình nghĩ đối phương sẽ là người bay trước chăng? Mizuchi ở bên phe ta là Mizuchi đều chưa S-Max. Why, quả mây trôi vội lập cũng thấm đấy các bạn ạ. Rồi, các bạn lưu ý rằng sát thương của Terry xoay đói tới từ hai nguồn, cả tuyệt kỹ lẫn độc chiêu nhá. Độc chiêu của Terry mà các bạn coi thường là các bạn sai rồi đấy. Mình nhớ là Terry có một cái nội tại trốn, tức là nó sẽ không nhận sát thương nữa các bạn ạ. Không biết ở lượt mấy đó. Nó vẫn ở trên sân nhưng nó không nhận sát thương. Cái trò đời nó, cái kiểu đấy. Rồi, Maitre chết đến nơi rồi. Rồi. Úi giời, hội đối phương khỏe quá. Thôi, thua nhưng mà cũng có là một hai like các bạn nhá. Rồi, cảm ơn ông Desert Eagle cho mình mượn để làm video. Chắc chắn Terry sẽ là quân bài giúp cho bạn ấy có nhiều highlight hơn nữa và sẽ có một cơ hội lọt được top đấu trường cao hơn, chầy cối thành siêu nhân thôi. Đấy. Hẹn bạn trong các video tiếp theo.